Lô. À, xin chào các bạn. Hôm nay cũng là cái ngày đẹp trời. Mình xin làm clip đầu tay. Đây là cái khu du lịch Khô Tam nha các bạn. Đây khu du lịch Khô Tam. Khu du lịch Khô Tam, đồi Quốc Mẫu Âu Cơ. Đồi Quốc Mẫu Âu Cơ. Nhà bảo tàng vườn rau sạch. Bây giờ mình và các bạn Bảo Long và các bạn xin vô cái đồi Quốc Mẫu Âu Cơ, khu du lịch Cô Tam. Hình như không thấy nha các bạn. Khu du lịch, đây là khu du lịch, cái nhà, cái cổng vào khu du lịch. Xin chào các bạn, là mình cũng làm cái clip đầu tay đến cái khu du lịch Cô Tam. Thì xin thân chào, quay lại xin thân chào quý vị cùng các bạn. Cái khu du lịch này nó nằm ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk, thì cách ngã sáu là khoảng hơn 10 km nha, nha các bạn. Quốc lộ 27 đường đi Nha Trang. Lên trên cái đồi này có cái sự bất ngờ của khu du lịch, mình xin báo cáo với các bạn là rất rất bất ngờ. Tại vì nó thờ một vị quốc mẫu mà Bảo Long đã hơn 60 năm mới gặp lại bà, đó chính là mẹ quốc mẫu Âu Cơ. À, xin thưa các bạn, bây giờ mình xin bước lên cái bậc đồi Quốc Mẫu Âu Cơ nha các bạn. Đây thì xin cái biển Quốc Mẫu Âu Cơ. Theo truyền thuyết Việt Nam, Lạc Long Quân là dòng giống lấy Âu Cơ là nổi tiên. Dòng là truyền thuyết Việt Nam, Lạc Long Quân là dòng giống rồng lấy Âu Cơ là nổi tiên. Giáng trần vào ngày 7 tháng Giêng, hai người sống ở núi Nghĩa Lĩnh. Đúng giờ ngọ ngày 25 tháng Chạp, Âu Cơ sinh ra 100 quả trứng và ngọc. Trứng nữa thành 100 người con. Khi con lớn 50 con theo mẹ lên núi. 50 người con cha theo. Người con theo cha xuống biển. Mệt quá các bạn ơi, đi lên dốc mệt quá. Con trai trưởng được phong làm vua, dựng nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu, truyền ngôi 18 đời, gọi là Hồng Vương, là vua Hồng Vương đó các bạn. Âu Cơ dẫn các con lập ấp sinh sống, dạy dân cấy lúa, trồng rau, nuôi tầm dệt vải, bắc cầu qua khe suối, đào giếng Loan, giếng Phượng, lấy nước sạch ăn uống. Khi tạo dựng xong cơ nghiệp cho muôn đời, mẫu quốc Âu Cơ quyết định bay về trời. Lúc nửa đêm ngày 25 tháng Chạp, sông có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Câu chuyện làm cho chúng ta hiểu thêm về nguồn gốc quốc mẫu, về cội nguồn, dòng giống tiên rồng và sự hòa hợp con người với thiên nhiên, để người dân đất Việt ở đâu cũng là anh em, cũng từ một bọc trứng, từ một mẹ vĩ đại Âu Cơ, du lịch Cô Tam. Và xin kính chào thân thương của các bạn. Bây giờ trời cũng hơi nắng, bây giờ cũng khoảng gần 11 giờ rồi các bạn. Đây tượng của quốc mẫu đây, bây giờ các bạn và Bảo Long cũng lên, mình xin quay một vườn hoa. Đây là hoa hướng dương nha các bạn, quay lại với cái cánh cho nó thân thương một tí. Đây là hoa hướng dương. Ở đây là cái khu nhà bảo tàng này các bạn. Nhà bảo tàng, đây là đồi Quốc Mẫu Âu Cơ. Tại sao là đồi Quốc Mẫu Âu Cơ? Mà cái truyền thuyết của người Việt Nam mình, tại sao mình đi cũng rất nhiều nơi, nhiều tỉnh, nhưng mà ít có một cái đồi Quốc Mẫu Âu Cơ như thế này. Nhưng mà tại sao? Đây là một dân tộc thiểu số, thưa các bạn, một dân tộc thiểu số.
ít người nhưng mà lại xây một đời quốc mẫu. Thưa các bạn, lý do người dân tộc họ xây cái đời quốc mẫu, họ là lấy họ mẹ người dân tộc, họ lấy họ mẹ, thành ra là họ mới xây cái đồi quốc mẫu này, mẫu hệ, gọi là mẫu hệ đó các bạn. Người dân tộc là đi cưới chồng, gả chồng và bắt rễ về để nối dòng giống trong gia đình. Từ đó nên người dân Đắk Lắk, người TD Đắk Lắk mới xây cái tượng quốc mẫu Âu Cơ. Thưa các bạn, đây là chung quanh tượng quốc mẫu Âu Cơ. Chung quanh đây tượng quốc mẫu Âu Cơ. Đây là cây rất đẹp đó các bạn. Cây si thành là một cái vòm rất đẹp. Thưa các bạn, kính thưa mẹ, kính dân mẹ và kính viếng mẹ, Bảo Long xin. Đây là bữa nay ngày hôm qua chủ nhật ngày thứ hai cũng hơi ít khách nha các bạn, ít khách về đây. Đây là cái bát nhang để thờ mẫu, đây là một quả quả mâm, để mâm đây nha, mâm bằng đồng nha các bạn, mâm này cũng bằng đồng này. Đó bằng đồng, đây là nước, đây là rộng khoảng 3 mét các bạn, cái đế là đế bằng hoa sen, đế là bằng hoa sen nhưng mà tượng thì làm bằng thạch cao. Ở bên là có con rồng gọi là mẹ, là mẹ Yên. Đây là tượng của mẹ đây. Mình xin báo cáo với các bạn là Bảo Long cũng lên quay lại cái quang cảnh của quốc mẫu Âu Cơ mà 60 năm Bảo Long mới nhận được, tìm được và chứng kiến người mẹ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, con rồng cháu tiên. Con xin gửi mẹ và tất cả mọi người, cũng lần đầu tiên Bảo Long quay cái này, cái clip này. Mẹ là người đã sinh tôi, mẹ cho xương thịt đôi môi khóc cười, mẹ cười con lớn xinh tươi, mẹ mong mai sẽ là người nghĩa nhân, mẹ khuyên đời lắm phong vân, mẹ dạy trí tín đức cần gánh tu, mẹ hiền nay vắng lời ru, mẹ đi con ở ngàn thu chưa về, mẹ tôi giờ ở giấc mơ, mẹ còn di sản bàn thờ nén nhang. Đây các bạn, nén nhang bàn thờ và hình ảnh thiêng liêng của 4.000 năm phân hiến. Nhưng chúng ta vì cuộc sống, vì mưu sinh, chúng ta không nhớ đến mẹ. Nhưng mà một người dân tộc ê đê đã xây lên tượng quốc mẫu này, Bảo Long không thể nào cầm được cái nỗi xúc động để mà quay lên clip này. Thì thưa các bạn, chúng ta và tất cả con người Việt Nam cố gắng làm sao những khu di tích, những khu lịch sử, những nơi ví dụ như ở tháp Bán Ít, hồi xưa là làm cái tháp đó là người Miên họ làm cái tháp, bây giờ vẫn còn, bây giờ cũng mong là bên Sở Văn hóa Thông tin, một cái tỉnh lỵ, một cái địa phương nào đó cố gắng để xây những cái tượng Âu Cơ, Lạc Long Quân, truyền thuyết tập tục của con người Việt Nam. Kính mong tất cả các khu du lịch đã nên tìm hiểu và xây những cái di tích lịch sử của Việt Nam của chúng ta, truyền thuyết người Việt Nam chúng ta, truyền thuyết vua con rồng cháu tiên. Đây các bạn, đây là một quả đồi nó đứng cách ngã 6 12 cây số về khu hướng đông. Thì mình cũng sáng giờ cũng có nhiều việc thành mới đi xuống dưới đây, thì giờ mới quay được cái cảnh này. Đây mình xin quay hết tất cả lại những cái quang cảnh chung quanh đồi quốc mẫu Âu Cơ. Và thưa mẹ, chúng con thay mặt tất cả, thay mẹ
tại sao con xin thay mặt vì cuộc sống mưu sinh của con người Việt Nam cũng không thể chưa xây được hình tượng mẹ nhiều để tất cả con cháu, con hồng cháu lạc để thờ phụng mẹ. Nên hôm nay con xin thay mặt tất cả quay cái clip này kính dâng mẹ, mẹ thương chúng con và hiểu cho chúng con. Và chắc từ đây để về sau cũng có nhiều khu du lịch xây lại tượng mẹ, để mẹ là một người mẹ thiêng liêng, một người mẹ quốc mẫu, một người mẹ Âu Cơ và một người mẹ của dân tộc Việt Nam. Xin thân thương và kính chào tất cả. Chúng tôi cũng xin nói với những người có khu du lịch, những người mạnh thường quân, những người có mở khu du lịch nên mở để chúng ta làm nhớ đến người đã khai sáng nước Việt Nam, khai sáng con người Việt Nam, khai sáng một dân tộc của Việt Nam. Đây cái tượng ở sau lưng của tượng mẹ đây các bạn. Đó, sau lưng của mẹ là hình búp sen rất rộng các bạn. Đây là sau lưng đây. Đây là vườn cây cảnh chung quanh bao quát cái sân này. Đây là chung quanh là một đồi cà phê, đồi cà phê mít bơ tiêu. Đây là một khu du lịch rộng mười mấy hecta đó các bạn. Mình cũng lần đầu tiên đến đây thì xin quay được cái clip này tất cả các bạn. Nếu các bạn có cũng thương Bảo Long, hiểu Bảo Long, giúp đỡ Bảo Long, bây giờ cuộc sống nó cũng xa xô bồ mà cũng đi đến cái hồi kết của một chặng đường, của một cuộc đời, của một con người. Thì Bảo Long nay cũng trên 60 rồi, hôm nay cũng từ đây bắt đầu cũng làm một hai cái clip mình cũng xin quay, gọi là quay làm YouTube. Nếu mà không có được tiền thì cũng nhờ các bạn. Tại sao cái YouTube nó quảng cáo? Vì nó quảng cáo để nó lấy tiền trả những cái cá nhân YouTube, cá nhân làm YouTube. Thì chúng ta nếu mà có thấy quảng cáo thì cũng nên giúp đỡ Bảo Long, cũng xin coi hết cái quảng cáo và cũng chia sẻ và cũng bình luận để cho Bảo Long có thể làm hay hơn, có thể hiểu hơn và có thể để cho bạn những cái clip hay. Thì bây giờ mình cũng xin thân thương kính chào và chúc các bạn một năm mới an khang, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Bảo Long xin kính chào. Đây, thưa mẹ, xin tất thay mặt tất cả con cũng xin kính chào mẹ, và con làm cái clip này mong mẹ phù hộ độ trì cho tất cả con người Việt Nam, con rồng cháu lạc gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn và con xin chào mẹ. Rồi, Bảo Long.